Bữa nay thì tôi thấy tôi đang khá là nhã hứng cho nên là không có kịp thay bộ đồ nè. Và tôi sẽ làm một cái chủ đề hiện nay nó khá là hot. Đó là cái vấn đề về thúi trái sầu riêng tràn lan đại hải ở trên cánh miền Đông luôn. Những cái dòng sản phẩm của tập đoàn thì sẽ họ đưa ra khá là nhiều giải pháp. Nếu như là Bayer thì họ sẽ quảng cáo Aleor. Nếu như là Adama thì họ sẽ quảng cáo là Benzofort. Nếu là Syngenta thì họ sẽ quảng cáo là Ridomin hoặc là Reverse Opti. Và nếu như những công ty khác thì họ sẽ luân phiên từ những giải pháp phòng ngự cho tới tấn công. Phòng ngự có thể là angiotensin, chiproxytrobin, bilaclostrobin, có thể là những dòng vi khuẩn phổ rộng, kasugamycin, nigamycin các kiểu. Nhưng đứng về khía cạnh của tôi là một người trực tiếp đưa cái giải pháp của mình đến với người sử dụng. Và đặc biệt là cái lối đi của tôi nó cũng chả giống ai cả. Và nếu như với một cái kiểu bán hàng so với bình thường thì đại lý người ta sẽ bán như thế này. Người ta gửi một tấm hình là thúi trái sầu riêng. Tâm lý chung của tất cả những cái người đại lý đang bán lẻ hiện nay, họ sẽ lấy những dòng sản phẩm hàng hiệu ra và họ bán cho khách. Hết hay không hết gì thì cũng thì em cũng đã cố gắng hết sức rồi, có nghĩa là hàng hiệu em cũng lấy cho anh hết rồi, hàng đỉnh đỉnh không đó mà nó không hết thì em cũng chịu thôi chứ biết làm sao. Thì đó là câu chuyện của những lối đi chung, còn tôi đi lối đi riêng. Và trong cái quá trình đi lối đi riêng thì cách đây khoảng 2 tháng tôi có nói vấn đề về thúi trái, và trong đó tôi có nói là tôi đang dùng một cái kiểu là nó cũng chả giống ai hết. Thông thường người ta vấn đề về thúi trái thì người ta sẽ phun, nhưng tôi lạ đời, tôi sẽ ngừa bằng phương án tưới. Cái phương án tưới và cái phương án phun ngừa của tôi nó cũng khác so với những phần còn lại. Và cái combo đó tôi đã nói cách đây khoảng 2 tháng, không biết các bạn nào đã từng xem clip đó chưa. Bộ đôi Buster Sisa và Oligochitosan. Bây giờ các bạn xem tới đây, các bạn đừng có dừng clip lại và các bạn đừng vội nhắn tin cho tôi. Tại vì các bạn xem không hết clip á, các bạn không hiểu được vấn đề tôi đang truyền tải đâu. Đầu tiên thì cái cặp này nó cũng chả phải thần thánh gì đâu. Nhưng nó là một lối đi riêng. Đầu tiên giữa một cái thiên đường là thuốc bảo vệ thực vật nó quay quanh chúng ta và ai cũng đi theo thuốc bảo vệ thực vật cả, thì cái kiểu con nấm con khuẩn bây giờ nó cũng khá khôn, nó hiểu cơ chế như thế nào để tao có thể chống lại với metalaxin, nó hiểu cơ chế như thế nào để tao có thể chống lại những dòng dimethylmo, những dòng lân hai chiều, thậm chí là những dòng kháng sinh. Nó hiểu cái câu chuyện là làm sao nó chống lại những cái ác từ những cái người khoa học, và biện pháp sinh học chính là những cái biện pháp mà sao cái này nó lạ quá ta, nó lạ đó và nó chống không kịp. Thì đó chính là những cái về cái combo mà Điền Gâu đang đang nói với anh em đây, cái Buster và cái Oligochitosan. Thời điểm khoảng vài tháng trước thì tôi nói là mình nên dùng cái cặp này, mình tưới nó sẽ một mũi tên và nó bắn rất nhiều con nhạn. Con nhạn đầu tiên là con nhạn về Phytophthora, con nhạn thứ hai là con nhạn về tiến trùng. Ủa anh ơi, có cái Chitosan với cái chai Buster Sisa này không mà nó làm gì ghê vậy anh? Vậy cái cơ chế nó là như thế nào? Cái cơ chế của nó thì đơn giản thôi. Chitosan thì tùy người nhập Mỹ có, người nhập Hàn có, quan trọng là chất lượng của Chitosan của ai đỉnh, của ai đạt thì Chitosan người đó nó đẳng cấp. Và những dòng liên quan tới Chitosan tôi bán nó thiệt với các bạn là gần như là cái thị trường online tôi là người khai phá cái thị trường của Chitosan luôn. Chitosan nó có tác dụng nó như thế nào? Nó gặp con nấm, nó gì nè? Con nấm nó vẫn thở các bạn. Và cái Chitosan nó kiểu nó bóp mũi con nấm. Nó là một cái màng bao bọc và nó làm cho cái con nấm không hô hấp được. Rồi bây giờ không hô hấp được nó cũng chưa có tiệt độc ngay đâu. Nó phải có một cái chất độc, mà cái chất độc này gọi là cái chất độc chiết xuất từ thực vật. Thì trong cái Buster Sisa này nó có cái hoạt chất là cái cinnamine acetate được làm từ thực vật. Và cái chất này nó quay vô đang bóp mũi, nó cái là tự nhiên mấy con nấm đó lìa đời. Thì đó là cái cơ chế. Còn bây giờ cái vấn đề tiếp theo tôi muốn nói với các bạn là các bạn đừng có dừng xem clip, các bạn đừng có vội để các bạn nói anh Điền ơi bây giờ em đang bị thúi trái em có lấy cặp này em phun được không. Tôi trả lời giờ tôi cũng không dám nữa các bạn. Cái trường hợp của tôi nó khó là tôi đang bán trực tiếp với các bạn, phun đạt thì không nói gì mà không đạt thì các bạn sẽ mắng vốn tôi, bạn bỏ ra thời gian các bạn follow tôi, các bạn bỏ thời gian các kiểu và các bạn nghĩ chắc ông này ông lùa gà để ông bán cặp này. Không các bạn, tôi không có rảnh. Rồi bây giờ là cái cặp này sử dụng như thế nào. Khách hàng, những người đã mua phòng thủ khi tứ cái Buster và cái Oligo, những cái giường mà tôi quay lại tôi hỏi thăm canh Đắk Lắk, canh Đắk Nông, canh Tiền Giang gì tôi không biết, thì gần như nó khác biệt hoàn toàn so với những giường lân cận. Một số trường hợp cá biệt là người ta dùng một cái cặp như thế này phun cho 200 lít, người ta ngừa 15 ngày người ta đọc một lần, nó cũng là một cái trường hợp cá biệt cho những cái thị trường lân cận. Họ thấy rằng cái phương pháp phòng thủ này khá là ok so với khoa học. Thì đó là những cái mà khách hàng của tôi nói. Còn bây giờ trường hợp bạn đang thúi trái và bạn kêu tôi tư vấn là cái gì đó phun dứt điểm thì nói thiệt, tại thời điểm này tôi không bao giờ tôi dám hứa. Tôi có thể đưa giải pháp cho bạn, còn hứa tôi không bao giờ dám hứa tại thời điểm này. Thời điểm rất nhạy cảm. Mỗi giường cái tỷ lệ tăng sinh của phi top nó khác nhau, cái nguồn đất tất cả kiểu nó khác nhau hết. Có một anh
ở cánh bên miền đông, anh điện tôi, anh nói là hôm nay tôi đang sử dụng cái Butter với cái Oligo của anh, tôi thấy là khá ok đó anh Điện. Nói chung thì tôi có theo dõi, và tôi là người làm việc trong cơ quan nhà nước thì tôi cũng có nhìn và tôi theo dõi anh, tôi nhìn được con người của anh. Không thể nào anh không có một cơ sở khoa học, anh không có cơ sở lý luận và anh không có kinh nghiệm thì anh không thể nào anh múa mỏ được đâu. Và anh nói với tôi thế này, bây giờ mưa 20 ngày rồi sao? Mưa 20 ngày rồi sao tứ rồi sao phun anh? Tôi cũng thua. Mưa 20 ngày đang thúi trái, là giải pháp nào tưới và phun? Anh mới mách tôi một cái phương án, và tôi cũng chưa từng nghĩ ra phương án này. Tuy là cái phương án này tôi đã dùng và đã dùng rồi đó, nhưng mà cái phương án tại thời điểm này thì tôi chưa dùng. Các bạn biết là phương án gì không? Lấy nano ở mò chích. Anh phát hiện cái vấn đề này tôi thấy mới bá thì chứ. Có nghĩa là ở những cái giai đoạn này thì thật sự là không thể phun và cũng không thể tưới. Tôi có làm một cái clip về vấn đề về chích cây, có nghĩa là trong cây nó là vỏ cây rồi tới mạch li be và mạch gỗ. Mạch gỗ thì nó nằm ở phần giữa cây, còn cái mạch li be thì nó nằm ngoài cái phần vỏ cây khoảng 2-3 cm gì đó, đại khái là bên cây sầu riêng đi. Khi người ta chích vào thì mục đích là người ta truyền cái nước của cái chích đó để vào trong cái mạch li be, là cái mạch gọi là cái mạch máu, cái mạch đường của cây đó, để dẫn truyền hết toàn bộ từ thân lá xuống rễ cho cây. Cái giải pháp chích thì hiện tại là mình thấy thì đa phần người dân họ sẽ dùng những cái dòng kích kháng Fox là lân 2 chiều. Và câu chuyện nhược điểm của những dòng này là gì? Tụi nó có tính axit. Tính axit thì nó thích cái gì các bạn? Nó thích thịt. Cây nó cũng có thịt và nó thích gỗ của cây. Chính vì vậy mà khi các bạn lạm dụng những cái dòng chích về Fox, về lân 2 chiều, nó sẽ làm cái phần gỗ của những vần lân cận đó, nó sẽ hư đi phần gỗ đó. Nhưng ngược lại câu chuyện của nano armor thì nó lại khác. Và nano armor có một điểm thú vị là các bạn đừng nhìn vô đây và các bạn thấy là trong này nó có đồng, nó có bạc và nó có chitosan. Nhưng mà câu chuyện là hiện nay ở Việt Nam không ai có thể làm được đồng, bạc và chitosan nó nằm chung trong cùng một chai thuốc như thế này. Rất khó các bạn. Và khi đồng, bạc nó nằm với nhau trong cùng một chai thuốc, trong cùng chitosan như thế này, thì nó tạo ra một hộp kim đồng bạc. Nó là một cái dáng long thập bát chưởng. Và cái dáng long thập bát chưởng này nó làm sức công phá của nấm khuẩn nó mạnh hơn. Và cái hay đó là bạn chích cái nano armor bất cứ một cái liều nào, nó cũng không ảnh hưởng tới cây. Các bạn nào muốn thử có thể dùng nó để thử. Còn clip hôm nay là một cái clip ngẫu hứng, và tôi có một ý tưởng tại thời điểm này có thể đưa ra một cái giải pháp gì đó cho anh em, một cái ý tưởng táo bạo hơn, tích cực hơn, chứ không thể nào mà kiểu là ngồi chờ thời sung rụng được. Mưa thì dầm giả các kiểu. Chính vì vậy mà cái giải pháp chích bằng nano armor này, thì nếu như anh em nào có quan tâm tới cái vấn đề này, anh em có thể test, anh em có thể làm thực nghiệm trên cái vườn của mình, thử xem những gì, những cái phán đoán mà Điền Gâu đang nghĩ nó có đúng hay không. Nhưng mà thông thường những cái phán đoán, những cái trực giác mà của Điền Gâu nó đoán thì bao giờ nó cũng có những cơ sở khoa học nhất định hết rồi. Và tôi đang chắc ăn trong cái phương pháp này là gần như 95% nó sẽ có kết quả. Quan trọng là bạn chích một cây bao nhiêu mũi, tình trạng cây của bạn như thế nào, giai đoạn cây của bạn ra sao, mà cái hiệu quả của nó đáp ứng nó sẽ khác nhau. Liên hệ mua hàng bằng Zalo 0773 888829. Bye bye.